Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Sa lầy trên chiến trường, Nga dùng đến vũ khí siêu thanh. Nga phóng tên lửa siêu thanh tên là Dao Găm, có tên là Bất Khả Chiến Bại để phá hủy kho vũ khí của Ukraine. Đây là thông tin được phía Nga đưa ra. Một đoạn video clip đã ghi lại khoảng khắc ấn tượng trên của tên lửa siêu thanh của Nga phá hủy một kho đạn ở phía tây Ukraine. Moscow tuyên bố vũ khí Kinzhal, theo tiếng Nga được gọi là dao găm, của họ là không thể ngăn cản so với các loại vũ khí hiện nay của phương Tây. Đoạn video nói trên được quay từ một máy bay không người lái quân sự cho thấy khoảng khắc một kho đạn lớn của Ukraine ở Inavo bị trúng tên lửa siêu thanh Kihat của Nga. Đây là hình ảnh chụp từ video clip vụ nổ khi tên lửa siêu thanh của Nga phá hủy một kho đạn ở phía tây Ukraine. Cuộc chiến của Nga tại Ukraine ngày càng trở nên khốc liệt. Bộ binh của Nga dường như thời gian gần đây không thể nhúc nhích thêm vì bị sự chống trả quyết liệt của Ukraine. Và giờ đây, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm hệ thống tên lửa hàng không Kihat với tên lửa đạn đạo siêu thanh đã phá hủy một nhà kho lớn dưới lòng đất chứa tên lửa và đạn dược hàng không ở làng Delitit thuộc Ivano. Đây là lần đầu tiên được biết tên lửa Kinzhal được đưa vào sử dụng trong chiến đấu, mặc dù trước đó đã từng được thử nghiệm ở Syria trong điều kiện chiến tranh. Trước đó, ông Tổng thống Nga Putin coi tên lửa này là vũ khí lý tưởng, bay với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh và không thể bị hạ thủy bởi hệ thống phòng không thông thường. Mặc dù đầu đạn của Kinzhal có khả năng mang đạn hạt nhân, nhưng đây là một cuộc tấn công thông thường. Moscow cũng tuyên bố tên lửa này có tầm bắn 1.250 dặm và không có vũ khí nào của phương Tây có thể ngăn chặn được nó. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đưa ra cảnh báo rằng Nga đang dự trữ một loại tên lửa siêu thanh vô song và gọi nó là loại vũ khí lý tưởng. Và giờ đây đã được Nga tung ra để đưa vào cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Mới đầu tuần này, Nga cũng đã công bố đoạn phim mới về tên lửa hạt nhân siêu thanh Sikorsky 7000 có thể tấn công London trong 5 phút. Điện Kremlin trước đây đã đặt nhãn hiệu cho loại vũ khí chết người mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường này là bất khả chiến bại. Và với việc dùng tên lửa loại hiện đại nhất của Nga có thể mang đầu đạn hạt nhân để tấn công quân đội Ukraine, thì Putin, Tổng thống lại đang bộc lộ sự liều lĩnh hiếm có và sử dụng nhiều loại vũ khí hủy diệt hơn khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược. Tháng trước, Nga đã bắt đầu thả những quả bom chân không đáng sợ, có thể làm nổ tung lá phổi của đối phương gần Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Đây là hình ảnh máy bay chiến đấu MiG-31 mang tên lửa Kinzhal dưới thân. Cuộc không kích lại đối tiếp bằng 4 tên lửa hành trình của Nga hôm qua được phóng vào một sân bay chiến lược ở thành phố Lviv khi Putin đẩy mạnh cuộc chiến của mình về phía Tây. Các đầu đạn nặng tới 1,6 tấn được bắn ra từ khoảng cách hơn 400 dặm là cuộc tấn công đầu tiên vào thành phố lịch sử này, nơi từng được coi là nơi trú ẩn tương đối an toàn cho các nhà ngoại giao, nhân viên cứu trợ và những người tị nạn và các nhà báo. Cuộc chiến của Nga ngày một leo thang và giết hại ngày một nhiều người dân. Tuy nhiên, phía Nga cũng bị thiệt hại rất nặng nề với hơn 700.000 binh lính đã bị giết chết và 12.000 đã bị thương. Bộ trưởng của lực lượng vũ trang Anh James cho biết cuộc tấn công cho thấy Nga hiện đang mở rộng cuộc tấn công đẫm máu hơn nữa vào Ukraine. Còi báo động của cuộc không kích vang lên khắp Kiev. Sau 6 giờ sáng, tên lửa hành trình tấn công từ máy bay ném bom của Nga trên bờ biển Đen. Hai tên lửa đã bị hệ thống phòng không bắn hạ, nhưng 4 quả còn lại đã trúng hai nhà máy sửa chữa máy bay và xe bus, cách trung tâm thành phố chưa đầy 4 dặm. Ngọn lửa bùng lên dữ dội và xe cứu hỏa, xe cứu thương chạy đến hiện trường. Một thiệt hại lớn về nhân mạng đã không xảy ra vì các nhân viên đã rời đi trước đó vài phút. Thật ngạc nhiên khi chỉ có một người bị thương mà thôi.
Đây là hình ảnh thành phố lớn của Ukraine, nơi bị 4 tên lửa hành trình của Nga bắn trúng sân bay. Các cuộc giao tranh ngày hôm qua đã đến trung tâm thành phố Mariupol, bị bao vây ở phía nam, nơi có tới 350.000 dân thường bị mắc kẹt với ít thức ăn hoặc nước uống ở đây. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã đưa ra một cảnh báo lạnh lùng khi tuyên bố các lực lượng của họ đang thắt chặt thòng lọng xung quanh thành phố cảng này. Hơn 130 người đã được giải cứu sau cuộc không kích của Nga vào một nhà hát ở thành phố, nơi hàng trăm người đang trú ẩn trong hầm trú bom tạm thời. Thị trưởng thành phố Vandy nói với đài tiếng nói BBC rằng cuộc giao tranh trên đường phố đã ngăn cản các đội cứu hộ tiếp cận hàng trăm thường dân bị mắc kẹt trong tầng hầm của nhà hát. Phát biểu vào đầu ngày thứ Bảy, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết không có thông tin mới liên quan đến các trường hợp tử vong trong thành phố, nhưng cho biết họ đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong lịch sử của đất nước Ukraine. Trong một phát biểu trên truyền hình, ông kêu gọi tiến hành khẩn cấp các cuộc đàm phán hòa bình có ý nghĩa và công bằng. Ông cảnh báo Moscow rằng một cuộc chiến kéo dài sẽ dẫn đến nhiều tổn thất cho Nga đến mức phải mất nhiều thế hệ để có thể phục hồi. Ông nói, các cuộc đàm phán về hòa bình, về an ninh cho chúng tôi, cho Ukraine có ý nghĩa, công bằng và không chậm trễ, là cơ hội duy nhất để Nga giảm bớt thiệt hại do những sai lầm của chính mình. Đây là hình ảnh Tổng thống Hoa Kỳ Biden mới đây đã gọi Putin là kẻ giết người và là tội phạm chiến tranh. Một cựu chỉ huy quân đội của Anh hôm nay cũng đã ủng hộ lời kêu gọi buộc Putin phải bị xét xử trong một phiên tòa Nuremberg. Tương tự những tội phạm chiến tranh của Đức Quốc xã sau Thế chiến thế giới lần thứ hai vì đã tấn công dân thường Ukraine. Phát biểu trên đài BBC, quân tướng Richard Danet nói rằng những người lính Nga đã được tẩy não trước khi tiến vào Ukraine. Họ được tuyên truyền rằng sẽ được chào đón như những người giữ gìn hòa bình và giải phóng cho đất nước Ukraine. Ông nói thêm, những thanh niên này có tâm lý hoang mang, nhiều người trong số họ còn rất trẻ, sợ hãi và kiệt sức sau nhiều tuần tập thể lực. Danet cho biết quân đội Nga không đạt được tiến bộ nào trong gần 4 tuần chiến đấu, giờ đây đã phải dùng đến chiến thuật không thể bào chữa về mặt đạo đức là pháo kích thẳng vào những thường dân không có khả năng tự vệ và bắn tên lửa siêu thanh vào đất nước này. Kính mời các bạn xem bản tin điệp viên của Putin có kế hoạch phá hoại nước Đức. Cuộc chiến tại Ukraine ngày càng đi vào khốc liệt và theo tạp chí của Đức Focus, cơ quan mật vụ quân sự Nga GRU có nhiệm vụ dò thám các mục tiêu tiềm năng của Đức với mục đích là phá hoại các cơ sở của cơ quan mạng liên bang trong trường hợp có chiến tranh xảy ra giữa Nga và Đức. Đây là hình ảnh của Đại sứ quán Nga tại thủ đô Berlin, là một trung tâm tình báo của Nga nằm ở Đức và châu Âu điều khiển các hoạt động gián điệp. Vì vậy, cơ quan bảo vệ hiến pháp của Liên bang Đức đang xem xét các dấu hiệu cho thấy các cơ sở ở Berlin và Markesdorf thuộc bang Sachsen có thể bị mật vụ của Putin tấn công trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Chuyên gia mật vụ Joseph dẫn thông tin của giới an ninh cho biết, đáng chú ý là những mục tiêu này liên quan tới các cơ sở của cơ quan mạng của liên bang, có nghĩa là tấn công vào các thiết bị viễn thông và cung cấp năng lượng bao gồm điện và khí đốt ở Đức để khiến cho hoạt động ở đây phải tê liệt khi Nga tấn công vào Đức. Đây là hình ảnh Quốc hội của Đức cũng đã từng bị hacker của Nga tấn công gần đây. Việc điều tra của cơ quan bảo vệ hiến pháp Liên bang Đức đang được tiến hành sau khi một đơn vị phá hoại của Nga đã bị bắt giữ ở Ukraine 2 tuần trước. Trong hành lý của những người này, người ta tìm thấy những ghi chú và tọa độ tại Đức. Điều đó đã đem ra bất ngờ và sững sờ với các chính trị gia của Đức, vì Nga cũng chuẩn bị phương án tấn công vào Đức. Trong một mảnh giấy, xã nhỏ ở Markendorf ở huyện Kulis đã được đánh dấu và đây là nơi có một cơ sở của cơ quan mạng lưới của liên bang. Trước khi bức tường sụp đổ, ở đây có một đồn Stasi là mật vụ của Đông Đức quan trọng trong ngã ba biên giới giữa Ba Lan và Cộng hòa Séc. Các tọa độ khác được cho là đánh dấu các điểm ở các quận của TG, Wilmersdorf của Berlin. Đây là những mục tiêu mà gián điệp Nga đang nhắm đến. Đây là hình ảnh đích thân ông Putin đã chỉ đạo đưa gián điệp Nga vào Đức
để ám sát những người đối lập đang sống ở đây và đưa đến cái chết của một vài người. Một phát ngôn viên của Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức đã nói rằng, về nguyên tắc, cơ quan này không thể phát biểu về các hoạt động của mình. Trong Bộ Nội vụ Liên bang Đức, người ta gọi các mục tiêu phá hoại được mô tả bởi báo Focus chỉ là sự đồn đoán. Tuy nhiên, mọi việc có thể xảy ra và phía Đức cũng rất đề phòng. Đây là hình ảnh trụ sở của Cơ quan Tình báo Quân đội Nga GRU. Giới an ninh cũng xác nhận với truyền thông rằng ở Ukraine rõ ràng đã có vụ bắt giữ những người được coi là của cơ quan mật vụ quân đội Nga mà họ có tài liệu liên quan đến Đức. Điều này gây nguy hiểm cho nước Đức, nhưng cơ quan phản gián của Đức cũng phải vào cuộc và quân đội Đức luôn để ý đến đề tài này. Chắc chắn trong thời gian tới, khi cuộc chiến giữa Ukraine và Nga ngày một thêm khốc liệt với sự thiệt hại quân của Nga ngày một nhiều, cho đến nay đã hơn 7.000 lính Nga thiệt mạng với hơn 20.000 người bị thương và hàng trăm phương tiện chiến đấu của Nga đã bị bắn cháy phá hủy, thì rõ ràng dùng hình thức mật vụ, gián điệp đột nhập vào lãnh thổ Ukraine và các nước châu Âu trong đó có Đức để phá hoại là một cách mà Nga có thể áp dụng trong lúc này.